Đàm Tùng Vận từ chối diễn vai học sinh và cách xử lý không ai ngờ của đoàn phim. Đàm Tùng Vận kiên quyết từ chối đóng vai học sinh cấp 3. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng, trẻ mãi không già. Đây vừa là lợi thế giúp Đàm Tùng Vận dễ dàng đóng vai học sinh trung học, nhưng cũng là bất lợi khiến cho nữ thần thanh xuân không thể thử sức mình ở nhiều vai diễn. Bản thân của Đàm Tùng Vận cũng nhận thức được sâu sắc hạn chế mà mình đang phải đối mặt. Cô nhiều lần bày tỏ mong muốn được chuyển hình đột xác trong tương lai. Một lần ghi hình cho chương trình Tạp Kỹ, Đàm Tùng Vận nhận được câu hỏi rằng sau này có muốn đóng vai học sinh không? Nữ diễn viên cho biết, tôi chắc chắn không thể đóng thể loại phim học sinh thuần túy như vậy. Khi nhận lời đóng Em Đẹp Hơn Ánh Sao, ngày đầu tiên nhập đoàn tôi đã nói với đạo diễn và mọi người ở đó rằng nên tìm người khác diễn vai nữ chính thời trung học. So với việc Đàm Tùng Vận từ chối đóng vai học sinh thì cách xử lý vấn đề của đoàn phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao sau đó mới làm dân tình bất ngờ. Được biết, thay vì tìm một diễn viên khác để thay thế như cách ngôi sao họ Đàm đã đề nghị, đoàn phim đã sửa kịch bản từ nữ sinh trung học thành thanh niên đại học, khiến Đàm Tùng Vận khá bất lực nhưng cũng không có cách nào để tiếp tục rũ bỏ trách nhiệm. Đàm Tùng Vận được biết tới rộng rãi nhờ dự án Thanh Xuân Vườn Trường, Mang Tên Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Bài Cảnh Cảnh và sau đó Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Ở bộ Quy Lộ Lên Sóng mới đây cũng lồng ghép nhiều phân cảnh kể về giai đoạn học sinh cấp 3. Có thể thấy Đàm Tùng Vận rất có duyên với hình tượng nữ sinh Thanh Xuân Vườn Trường.